nhiệt nhôm hàng thành đặc sản thuộc chiết tầm bòn nằm ở vùng dương lịch đang bên phần sân khâm hà chín năm trời hàng trời dương đường nghệ làm to được tiếp nhôm nát bờ sông an đồng mô tình đi miền trung phương nam bờ thì đẹp còn đang cài co sang một phong co sang nấy chầm mà bọt ta bằng con được tứ quân từ sau ấy rồi rồi thấy chầm ao nhôm bạch thiên bồ đề cao nó nhôm mỹ quạt bạch thiên cái nạc cam cao quạt phong này quạt chầm đẹp chun từ quạt hạt ấy từ tình ấy chứ nhá bờ ấy bị quạt bạch cam này muốn trôi trôi nó bọt ôn như bàn châu bàn khạc lá châu chết pi quán nó bờ miền nhiệt nhôm là thích ao bị chay hơi khạc còn ao bị chay chứ nhá đẹp còn vật cam rừng những chỗ rung chiêu chính trang 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 nóng thì xong mới đẹp xinh xinh đó anh mình chế chung quạt và cạp và thay tiếp vào thì thầm ai cũng ai phê về lý dù phê cho nên dây dù chất phê hàn là anh xong màn này tiên tiên tại đây mà phì ống chanh lưng chanh tích lực hào với nhộm vào chẳng xong nhìn nhộm phút bó xa tất ơn tăng chế độ tương quân cửa sau tất ơn nên nhộm nát vào tăng chế độ tương quân cửa sau là nhìn nhộm mà bóng bệnh tiền lý xong một tương chung phụ nhiên tất ơn mình tha bổn phật sanh đá, bổn mạng sanh đá nên sùng một tư tiếng o vợ, vợ một tư sùng ở nhiệt mật bọt dương tiếng o bàn tất cả tì tha đầu sai trục trục nia sùng một bàn đôi phật tục tiếng o nia thầy dương nhận được luôn nên có sùng một bàn sẽ cái đây sóc sẽ cái đây chấm ra tiếng o nia sùng ạ đồng mô tình đi.